Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và thưa với quý bác anh chị thì gần đây có rất nhiều bác comment vào video của tôi nói rằng là có cái cách nào để bấm huyệt chữa sỏi thận, sỏi bàng quang hay là sỏi mật không. Và thưa với các bác thì trong video này tôi sẽ chia sẻ đến các bác cái cách để chúng ta về bấm huyệt chữa sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi mật các bác nhé. Là những cái vấn đề về sỏi thì các bác có thể bấm những cái huyệt này. Và thưa với các bác thì hôm nay đã là 28 Tết rồi, chuẩn bị sang năm mới. Tôi cũng xin gửi lời chúc đến các bác vạn sự như ý, sức khỏe thì tràn trề các bác nhé. Quan trọng nhất là sức khỏe đúng không ạ? Sức khỏe có thì chúng ta mới có thể có được mọi thứ khác đúng không các bác? Và ngay bây giờ thì mời các bác chúng ta hãy dành vài phút để theo dõi video và để chúng ta có thể chữa trị cái căn bệnh sỏi của mình các bác nhé. Vâng, và thưa với lại các bác thì ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến các bác cái cách để chúng ta có thể bấm huyệt chữa cái chứng sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang này các bác nhé. Và thưa với lại các bác thì cơ bản ấy là trên cơ thể chúng ta nó đã có tự những có những cái chức năng để nó có thể là báo chúng ta cái cách để có thể chữa trị những căn bệnh của chúng ta. Nhưng hầu hết ấy là chúng ta không mấy ai để ý và không mấy ai biết. Nên là khi mà các bác thấy những video này nên là rất mong các bác hãy chia sẻ để cho những cái người mà còn đang rất là khỏe mạnh ấy, thì ta khi mà thấy những cái hiện tượng này chúng ta có thể biết rằng là đó là cái vấn đề báo bệnh của trong cơ thể chúng ta. Chúng ta biết cái cách để chúng ta có thể chữa trị nó ngay từ ban đầu. Và dĩ nhiên là cơ thể chúng ta khi mà có bất cứ một cái thứ gì trong người thì nó cũng sẽ tìm cái cách để nó đẩy ra. Nó sẽ tìm cách để đẩy ra. Tuy nhiên là ở mức độ nào đó thôi. Vậy thì khi mà chúng ta tác động nó ngay từ khi mà nó còn nhỏ thì đó là cái điều rất là tuyệt vời. Bởi vậy mà khi mà các bác tìm những cái điểm ở trên những cái cơ thể các bác ấy, có những cái điểm này, ở những cái điểm này có những cái hiện tượng đó, thì các bác sẽ tìm cách để chúng ta đẩy nó, và tìm cách để chúng ta có thể hỗ trợ để cho cơ thể chúng ta có thể đẩy nó ra. Đầu tiên thì tôi xin được chia sẻ với các bác là bất cứ làm những cái điều huyệt gì đó thì các bác cũng nên nhớ là chúng ta hãy làm từ trên xuống dưới. Thì cái điều gì thì điều đó là từ trên xuống dưới, đó là cái điều mà quan trọng nhất. Thế thì đầu tiên các bác hãy làm những cái phương pháp này cho tôi này. Các bác để đầu 10 đầu ngón tay này, các bác gõ trên đầu này, các gõ như này các bác nhé, dùng cái 10 đầu ngón tay gõ vào, các gõ trên đỉnh đầu này. Đấy, các bác gõ như này thì cái điểm nào mà có điểm đau là nó sẽ giúp các bác là đả thông rồi, rất là tốt này. Đó, đầu tiên là ta gõ trên đấy, sau đó các bác gõ ở trên đầu này khoảng tầm 100-200 lần gì đó, và gõ ở trên đầu này, các bác cứ gõ như vậy. Sau đó thì các bác sẽ gõ ở cái phần này tôi này, trán này, 10 đầu ngón tay, các bác gõ phần trán này, gõ như vậy. Bác nào mà có những cái chứng là nhức đầu này, mỏi vai gáy này, đau lưng này, hay là có những vấn đề khác, có thể gõ cái này, các bác có thể sau khi gõ xong các bác cảm thấy nó nhẹ nhẹ người đi. Vì 10 đầu ngón tay chúng ta nó cũng có những cái huyệt, nó cũng có những cái tác động. Và khi mà chúng ta gõ đầu ngón tay vào đầu của chúng ta này, nó sẽ có tác dụng đó. Đây các bác gõ như này, các bác nhớ nhá, ở phần dưới này, từ đây. Đây đây. Các bác gõ như vậy. Và sau khi gõ xong nhá thì các bác hãy dùng cái tay này, ngón tay cái này. Các bác biết ở chỗ phù vực này thôi này. Con biết này, các bác biết khoảng 7 cái, 7 cái bên hai bên này các bác nhá. Hai bên này. Các bác biết thế 7 cái. 7 cái ở hai bên mang tai này. Các bác nhớ nhá, 7 cái nhá. Rồi. Và sau khi mà các bác biết 7 cái xong á thì các bác dùng cái tay của chúng ta ấy, các bác chà khu vực này nhá. Các bác dùng cái tay này, các bác chà khu vực miệng này. Đó, thì tôi vẫn chia sẻ các bác là cái cách chà miệng này rất là quan trọng. Và khi mà các bác chà ở khu vực này ấy, là cái khu vực mà thải độc. Thải độc và nó thải những cái chất thải trong cơ thể chúng ta ra. Và đây cũng là một trong những cái cách mà giúp cho bác nào nhé, vào cái thời điểm gần Tết này rồi á, thì chúng ta ăn uống nhiều thứ và nó có thể tích tụ những cái độc tố, hoặc là chúng ta ăn uống nó lạ bụng, hoặc là các thứ vấn đề gì đó mà nó ảnh hưởng ấy, mà chúng ta cảm thấy là khi ăn vào cảm thấy nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, là cái điều mà nó gây cho chúng ta, nó là những cái thứ độc ấy, nó độc tố đấy. Nếu mà ăn vào mà cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ hoặc là nhẹn nhẹ là như vậy, nặng là bắt đầu cảm thấy đau bụng các thứ ấy. Thế thì là các bác hãy dùng những phương pháp này, dùng tay chà quanh này, chà quanh miệng này các bác nhé. Đấy, chà quanh miệng này. Thì với những người bị sỏi thì các bác chà quanh này. Khu vực này là khu vực mà có thể chữa được tiểu đêm này, bàng quang này, những cái vấn đề liên quan đến bàng quang, liên quan đến thận và liên quan đến cái nội tạng của chúng ta thì các bác cứ làm khu vực này thôi. Và khu vực này các bác dùng cái tay như này, các bác miết này này, bóp này, miết này, miết thế này xuống 7 lần, miết 7 lần như thế các bác nhé. Miết xuống hai bên mép này, hai cái bên khóe mép này, khóe mũi này, mép dưới đây. Và các bác chà quanh miệng này, các bác chà này, các bác chà khoảng 21 lần. Chà này các bác nhé, chà quanh miệng này.
Đấy, thì miết cái này, mỗi lần ta miết là 7 lần và ta chà đây là 21 lần. Chà quanh miệng như vậy. Thì là trên cái khu vực đầu và miệng là các bác làm những cái động tác đó thì sẽ giúp các bác là chữa đẩy cái việc về thận này. Vì khu vực này là cái khu vực mà quan trọng để chúng ta có thể thải độc và thải những cái thứ cặn bã trong người. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ đến các bác cái huyệt ở dưới chân là cái huyệt quan trọng để chúng ta đẩy sỏi. Tất cả các loại sỏi các bác dùng những cái phương pháp này, bấm những cái huyệt này nó rất là quan trọng và nó sẽ giúp các bác là chữa được cái việc sỏi của các bác nhé. Nên các bác lưu ý. Và bây giờ mời các bác chúng ta cùng đến với lại cái huyệt ở dưới chân của chúng ta. Thưa với lại các bác thì với những cái người bị sỏi nhá, thì các bác ạ, cái huyệt dũng tuyền là cái huyệt nằm ở chỗ này các bác này, cái phần lõm nhất của cái chân của chúng ta này là cái huyệt dũng tuyền. Huyệt này nó có tác dụng rất là nhiều, chữa được rất là nhiều bệnh. Nhưng với những người bị sỏi, các bác chà vào chỗ này các bác cảm thấy đau nhói, các bác chà vào đây mà cảm thấy nó đau nhói, thì đó là những cái điểm mà có thể giúp các bác chữa được bệnh nhé. Thứ hai là các bác chà vào khu vực này, chà vào khu vực ngón chân này, huyệt dũng tuyền đầu tiên, các bác chà và các miết nó xuống đây này, miết nó xuống đây để nó thải ra. Các bác miết mạnh vào đây và kéo dài ra đây để nó thải cái sỏi chúng ta ra, đẩy sỏi chúng ta ra. Đấy các bác nhá. Đấy các bác nhớ này đấy. Những bác nào bị sỏi, các loại sỏi liên quan đến đường tiết niệu các thứ đều các bác đều dùng cái phương pháp của bấm vào đây. Mà kéo xuống đây. Thứ hai nữa là các bác bấm vào cái chỗ này. Cái điểm này này các bác này, điểm này là cái điểm mà sẽ giúp những người chữa sỏi này. Và chà ở phần ngón chân này. Các bác này, chà. Các bác cứ thường xuyên chà vào đây. Đó, rồi là đây, ngày các bác chia làm 3 lần. Các bác nhá, ngày chia làm 3 lần. Điểm này. Đấy, và đây nữa nhá các bác nhá này. Đây nữa này, cái điểm chỗ này này. Chỗ này, đấy. Thì các bác chà vào đây. 3 điểm, dưới chân này là chúng ta có 3 điểm. 3 điểm ngón chân cái và đây, 3 điểm. Nhưng ngón chân cái thì các bác làm 3 góc. Là đây này, góc này này. Và giữa này này, và trên này. Đấy, thì là những cái điểm mà có thể giúp các bác là chữa cái vấn đề về sỏi này. Không những thế ấy, thì những người bị đau vai gáy này, rồi là bị những cái chứng mà đau khu vực cổ gáy các thứ ấy, rồi là họng ấy, thì các bác chà khu vực này nó cũng khỏi. Nó cũng có tác dụng đấy nữa. Rất là tốt. Đó các bác nhá. Các bác lưu ý là chúng ta lấy như vậy. Rồi là với những người mà bị cao huyết áp ta chà với nhau này. Chà trong này thì cho nó giảm. Cao huyết áp chà đây. Những người bị tụt huyết áp thì không nên chà vào theo cái giờ đường này. Không nên chà vào đường này các bác nhá. Đấy, người tụt ta đang chà đây. Đấy, các bác nhớ là các bác chà khu vực này và khu vực này, rồi đây điểm dũng tuyền đây, kéo xuống này, chà bấm vào đây này, kéo xuống này, chà dày ở đây, xong bắt đầu kéo xuống đây. Thì các bác nhớ là các bác hãy làm đều đặn, cứ làm cứ đều đặn tuần ngày là 3 lần, ngày 3 lần, các bác cứ duy trì làm đều đặn thì nó sẽ giúp các bác là chữa được bệnh. Và không những là bệnh sỏi đâu, nó còn có thể giúp các bác chữa được khá nhiều bệnh nữa. Với những bác mà bị mất ngủ, chà cái huyệt dũng tuyền này nó cũng tốt cho các bác này. Mất ngủ chà vào đây nó cũng tốt, cực tốt các bác ạ. Đấy các bác nhá. Và thưa lại các bác là với những ai bị sỏi này, bị những cái vấn đề về bụng bão, thì các bác bị độc hoặc là bị những vấn đề liên quan đến nội tạng, thì các bác có thể sử dụng những phương pháp này. Không nhất thiết là phải sỏi đâu các bác nhá. Với những người nào bị độc này, bị những cái vấn đề như là nội tạng chúng ta, đại tràng hay là vấn đề về đường tiêu hóa của chúng ta, thì các bác có thể sử dụng cái phương pháp mà tôi vừa chia sẻ này sẽ có thể giúp được các bác những cái triệu chứng đó. Và khi các bác sử dụng thấy hiệu quả thì nhớ lại chia sẻ. Và thưa với lại các bác thì đông y hay là tây y hay là bất cứ những cái phương pháp chữa bệnh nào khác thì nó đều có những cái tác dụng đối với người này và có những tác dụng đối với người khác. Vậy thì những cái phương pháp này nó cũng có thể có những người rất là hợp, có những người chỉ cần thấy những phương pháp này và động vào cái là thấy nó giảm ngay, nó đã đỡ ngay. Nhưng có những người có thể làm cả tháng, có thể làm thời gian dài nhưng cũng không có tác dụng nhiều. Bởi vậy mà các bác cũng lưu ý mỗi cơ địa của mỗi người mỗi khác, và khi chữa bệnh bằng cái phương pháp diện trần đông y này thì là các bác cũng phải hiểu một điều là chúng ta chữa bằng cái nội tâm là chính. Bởi vậy mà các bác lưu ý là khi các bác đã làm là chúng ta phải tin tưởng nó, thực sự tin tưởng tuyệt đối thì nó mới có đem lại cái tác dụng. Chứ còn nếu như với những bác nào mà thực sự là làm để chúng ta làm để chúng ta có thể là cảm nhận, chúng ta thực sự là chỉ muốn chữa thôi nhưng người ta không hề có tin tưởng gì đó thì cái tác dụng của nó sẽ không cao. Bởi vậy mong các bác là ta áp dụng, và nếu như bác nào cảm thấy áp dụng nó hiệu quả, với phương pháp nào mình làm áp dụng thấy hiệu quả và mình áp dụng cái cảm xúc của mình nó như thế nào và nó hiệu quả như thế nào, thì các bác hãy chia sẻ lại cho nhiều người. Cũng có thể là quay lại video này comment vào để chia sẻ cho nhiều người được biết. Vì tôi biết rằng những phương pháp này nó không hề tốn kém và nó cũng không hề đem cái mặt trái gì cả,
và nó cũng rất lợi cho sức khỏe. Thế nên là nếu như bác nào sử dụng rồi thì ta nên chia sẻ nó cho bà con, cho làng xóm, cho bạn bè của mình được biết các bác nha. Và đừng quên là giữ nút đăng ký và nút chuông, vì tôi còn quay trở lại với các bác với rất nhiều những video bổ ích nữa.